danh sách cập nhật lịch nghỉ học 29 tỉnh thành. Đến chiều 28 tháng 2, 29 tỉnh thông báo cho học sinh trung học phổ thông đến trường từ đầu tháng 3. Các cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở tiếp tục nghỉ. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có đề xuất về việc này. Trao đổi với phóng viên, chiều ngày 28 tháng 2, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cho biết, trong cuộc họp sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất cho học sinh phổ thông trung học giáo dục thường xuyên trên địa bàn đến trường từ ngày 2 tháng 3. Học sinh các cấp khác tiếp tục nghỉ thêm một tuần theo kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo ông Huỳnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định cho học sinh lớp 9, 10, 11, 12, kể cả học viên hệ giáo dục thường xuyên đi học trở lại từ ngày 2 tháng 3. Học sinh các lớp khác tiếp tục nghỉ đến hết ngày 9 tháng 3. Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, thông tin Sở chỉ đạo các trường vệ sinh trường, các phương tiện, thiết bị, luôn thường trực đảm bảo vệ sinh, phun thuốc, tẩy trùng trước khi học sinh đi học lại, các trường phun tiếp một lần nữa. Với cấp trung học phổ thông, các trường cần phun sẽ tiến hành vào ngày 29 tháng 2. Cấp mầm non, tiểu học, phun trước 2 ngày học sinh trở lại trường để đảm bảo vệ sinh an toàn, không còn mùi thuốc. Sở cũng yêu cầu các trường trên địa bàn lắp đặt vòi nước theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn đề nghị, nhiều tỉnh thành quyết định cho học sinh phổ thông trung học đi học từ ngày 2 tháng 3. Các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ, giống Đắk Lắk và Nghệ An. Riêng tỉnh Tiền Giang, học sinh, học viên các cấp, bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, kể cả học viên các trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, học thêm, các trường, trung tâm trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ từ ngày 2 tháng 3 đến hết ngày 8 tháng 3. Chiều ngày 27 tháng 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản kiến nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, xem xét quyết định cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở tiếp tục nghỉ từ 1 đến 2 tuần, học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên đi học lại từ ngày 2 tháng 3. Bộ cũng có văn bản về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Cụ thể, năm học dự kiến kết thúc trước ngày 30 tháng 6, hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15 tháng 8 và thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7.